được không cô? Nhìn có các cái lỗ lỗ ở đây này, ở đường 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 chữ V này nó có các cái lỗ 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 là sẽ là con được. Cứ có các cái chấm chấm thì là con được các nhà nghiên cứu của nước Nga. Các bác ấy đã, các bác ấy đến mua tắc kè này để làm nghiên cứu. Các bác này là đã đến hợp tác với trang trại Sơn từ rất lâu năm. Đây sẽ cho bà con quý khách mà theo dõi được thì để sẽ thấy các bác này là mặt rất là quen, có ở trên website trang trại Sơn từ lâu năm rồi. Cứ soi đi. À có cái gai rau cấu đấy là đúng. Gai rau cấu ở đây này. Con này chắc là con đực rồi. Gốc đuôi to. Be careful. Có chấm không? Có chấm đây, ok, đúng rồi. Kéo phân. Có chấm. Có các cái lỗ chấm 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 chấm, ok. Đây là những nhà chuyên nghiên cứu về con tắc kè của ở tại Việt Nam mình. Yes. Đúng rồi. Cún ơi. Cún ơi. Hỏi hỏi bác vẫn làm bên viện nghiên cứu hả? Hỏi bác này này. Viện nghiên cứu là cái gì nhỉ? Viện nghiên cứu là cái gì à? Study. Study là viện bảo tàng. Are you do you bác người Nga? Bác rất giống Putin. Vẫn là bác vẫn làm bằng ở dưới Ngọc Hồi. Vẫn đó. Ừ. À, bảo là bác rất giống xem Putin. Tổng thống President Putin. Vladimir Putin. Ok. Đấy, thì mời chú gái chim gương bác này ở trên website. À, năm nay bác nhìn bác hơi gầy đi một chút. Dạ, nhìn bác gầy đi. Cún ơi, bảo là cô vẫn còn nhớ bác. Mà bác năm nay gầy đi một chút. Ngày xưa bác có đến đây rồi mấy năm trước. She still remember you. Yes. She, ok. She... Thanh Xuân. Yes. Thanh Xuân. I love my friend. Ok. Chung. You know, Chung. Rồi tầng yes. 30 floor. Yes. Trên tầng 3. Bác này đầu tư chút mà. Và bác hơi gầy đi một chút. Bác phải đến đây cách đây khoảng 4-5 năm rồi. You come here 5 years ago. Ok. Remember you. Đây là các khay trứng dế. Khay trứng dế là các kỹ thuật viên của trang trại Thanh Xuân đã làm xong rồi để lấy trứng gửi cho bà con khách hàng gần xa. Em về đây mà ngồi nhà chán em muốn về. Trang trại Thanh Xuân rất là vinh dự là đón tiếp rất nhiều các quý vị khách hàng trong nước và ngoài nước. Đây này là bác nghiên cứu về rất lâu năm về con tắc kè và liên tục qua lại các để mua. Có rất nhiều các khách hàng ở nước ngoài hay qua lại, tôi nói hơi sai một chút, để đến trang trại Thanh Xuân. Đây là giống tắc kè tại Việt Nam. Đấy, bác đang phân biệt. Cún đấy, hỏi là bác ấy nghiên cứu về con tắc kè này từ những năm trước đến năm nay thì bác nghiên cứu bây giờ lại nghiên cứu cái gì? Bây giờ hỏi bác nghiên cứu cái gì về tắc kè? Chịu. Bác nghiên cứu gì về tắc kè? Tắc kè tiếng Anh là gì cô? Gecko. Tu gecko à? Gecko. 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 Nghiên cứu là cái gì nhỉ? Lại hỏi lại. Tìm hiểu đi. Tìm hiểu tắc kè à? Thôi, cháu chịu luôn. Hỏi bác làm gì với con tắc kè này? What are you doing? What are you doing?
đang nói chuyện. Kiểu không biết mấy từ chuyên ngành ấy. Ờ đúng rồi, thế thì phải học rộng hơn tiếng Anh, thì phải học rộng hơn là vì vậy đấy. Cô chỉ có những cái từ đơn giản thôi, còn những cái từ ấy quá thì dịch ra các bác ấy nó sai, các bác cười cho chết, không dám nói nhiều. Chào hỏi các thứ chỉ đường, còn biết bán tắc kè hơi khó. Trang trại Thanh Xuân hỗ trợ bao tiêu sản phẩm về dế mèn thương phẩm cho quý vị khách hàng bà con gần xa trên toàn quốc. À vâng, thật ra bác Minh Viện cho con một cái hộp chị ạ, cho con một cái hộp. Dế là dế tiếng Anh là cái gì cô? Dế á, cricket. Bắn lừng. Cricket. Hỏi bác có dùng con dế này không? Bác có nghiên cứu về dế không? Cricket. Need them. Cái này là làm thức ăn và chế biến làm thức ăn. This is food. Bác có dám ăn không? Không, ông ấy. Bác không dám ăn. Same, but little. Baby. Baby à? Baby. Ok, baby. Có. Yes. Có. Con là nhỏ anh ơi. Bác cho bác hay con small. Baby. Con. Ui, xin quên. Ở trong trường này. Sao bác hả con? Để bên khu thu mua thì hàng nghìn. Cái gì viên dịch à? Lúc nãy cháu đang ngồi trong kia kìa, đấy là không để ý. Cái gì ấy? Hai ông này ông vẽ cho chú Phi. Ba con ba đực. Ba đực hai cái. Ba cái hai đực. Ôi rồi bác phiên dịch hay về tuyệt vời đấy. Đây, bà con nhìn thì bác ấy gặp một chuyên viên của trang trại Thanh Xuân. Không biết tiếng Anh, bác ấy viết thế này. Ba con cái, hai con đực. Mấy cả đây là tiếng Nga. Đây là tiếng Nga. Friend gì em? Bác đến từ nước Nga. Đây bác small. Small cách cô. What the key? Yes, what the key? Bé tí xíu này á. Bé xíu này, ngắn bé xíu đấy thì phải tìm cơ. Phải tìm trong này, nó chui hết ở trong này. What the key? What is my? Đây là bé lắm. Thế thì phải bỏ, dỡ hết ra thì mới tìm được những con bé xíu đấy. Nó vừa mới nở. Đấy. Phải học bác ấy, bác ấy cầm cái con tắc kè như thế. Để nước người nước ngoài. Ông ấy bảo là không lấy đâu, không đưa đây. Bé nữa thì bị vừa cú này bảo là cái con này là nó vừa mới nở. Con đấy là vừa mới ở trong quả trứng ra. Very small. Very small, yes, okay. Very small. Very small. Đây để sẽ tìm đi tìm cho bác, cô tìm con very small. Mới nở, cái gì bon nhỉ? Bon. Bon à, cái gì? Mới nở, vừa mới nở, bảo bác thế. Very small. Ui dồi, trình độ tiếng Anh có hạn nên đâm ra là chỉ có nói được bập bẹ thế thôi. Còn những chuyên viên mà cần thiết nữa thì phải đây soi cho sáng đây để nhìn. Thì sẽ nhờ đến chuyên viên của trang trại Thanh Xuân để phiên dịch một cách rất là chuẩn xác. Nếu đối với các bác khách hàng mà cần đặt mua ký hợp đồng về thương phẩm thì chúng tôi sẽ có chuyên viên phiên dịch một cách chuẩn hơn để chính xác về đơn hàng hoặc là các yêu cầu của các khách hàng. Nó thì nằm trong khe rồi. Tìm lâu lắm nó chạy. Đây này. Thế là cái cổng này hơi vướng nhỉ. Cái chỗ trong này làm cái cổng nữa để chui vào để cho nó dễ. Cái chỗ bên trong này rất là mở ra khó, rất khó quanh. Đấy. Khó tìm. Nó chui ở bên trong sâu rồi. Bà con liên hệ với website trang trại Thanh Xuân chúng con để bà con theo dõi. Anh đi. Mày mua quả quần mà chơi 80.000 à? Trang trại Thanh Xuân chúng con. Quần này 5.000 anh.